Xin chào bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho anh em nào còn chưa biết cách sửa cái bóng đèn LED siêu sáng như này. Đấy. Như ở trên tay mình thì mình đang có một cái bóng đèn LED 30W và hiện tại cái lỗi của nó là mình cấp điện vào nhưng mà nó không sáng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mổ nó ra và kiểm tra xem nó lỗi ở phần nào và xem là mình có sửa được nó hay không. Đấy. Trước tiên thì mình sẽ cấp nguồn vào trong cái bóng đèn này và thử xem cái bộ nguồn driver của cái bóng đèn LED này nó còn ở sống hay không. Đấy. Thực ra là sửa một chiếc bóng đèn LED như thế này nó rất là đơn giản các bạn ạ. Và cái trường hợp mà nó hỏng đến cái mức mà không thể sửa được ấy, ở trên cái bóng đèn LED như này thì nó rất là ít, và họa may có 100 trường hợp thì mới có một trường hợp là nó bị như thế thôi. Còn đa phần là khi một bóng đèn LED cấp nguồn vào mà nó không sáng, anh em nghĩ nó hỏng nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là sửa chữa lại được. Đó, như vậy là mình đo là cái nguồn cấp cho cái dàn LED này nó vẫn còn hoạt động bình thường, và đây mình đang đo được là mức điện áp nó sẽ rơi vào khoảng 250V. Đó, như vậy là cái phần lỗi nó sẽ đến từ cái dàn LED này. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nó. Nếu như ở trong cái trường hợp mà cái bộ nguồn nó bị hỏng ấy, thì các bạn có thể thay thế bằng những cái bộ nguồn người ta bán sẵn ở trên thị trường rất là nhiều, hoặc là các bạn sưu tập từ những cái bóng đèn hỏng khác. Đó. Thì đối với cái dàn LED đấy thì bằng trực quan các bạn hãy kiểm tra cho mình là xem có con nào nó có cái sự khác biệt hay không. Như ở trên mạch này thì người ta sẽ sử dụng là cứ 3 con mắc song song thì sẽ được nối tiếp với 3 con khác. Đó, các bạn có thể để ý cái đường mạch này. Và ở đây thì mình kiểm tra được là có một con nó bị đen cái tim này. Đấy, và mình cạo vào thì sẽ thấy có cái bụi than nó văng ra ngoài. Đó thì khả năng là nó chết những cái con đèn LED này rồi. Và cái dàn LED này thì nó sẽ sử dụng cái kiểu nó mắc nối tiếp nên là một bóng chết thì cả dàn sẽ không sáng luôn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ xử lý nó bằng cách là mắc chập hai cái chân của bóng đèn LED này lại, coi như một cụm ba bóng mình sẽ bỏ qua. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái dây đồng này để hàn chập hai cái chân của con bóng LED đó lại.
Đó. Như vậy là mình đã hàn này, chập hai cái chân của con led bị hỏng lại. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Và bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn lại cho cái bóng đèn này, xem là nó đã hoạt động hay chưa. Đấy, như vậy là bóng đèn của mình đã sáng các bạn nhé. Đấy, và nếu trong trường hợp mà nó chưa sáng thì các bạn hãy kiểm tra tiếp xem có con led nào bị lỗi hay không, và chúng ta tiến hành làm tương tự. Ok, xin chào bạn.